Quý vị đang quay trở lại với chương trình Chào buổi tối. Thưa quý vị, những ngày qua thì câu chuyện về quy hoạch nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhận được rất nhiều ý kiến của dư luận. Theo đó, thành phố sẽ tiến hành di rời các ngôi mộ tại đây và sau đó tổ chức bán đấu giá, giao nhà đầu tư làm khu đô thị, công viên cây xanh. Hiểu một cách đơn giản, trong một tương lai không xa thì một khu đô thị lớn sẽ mọc lên trên khu vực hiện đang là nghĩa trang lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế thì đây là việc làm không mới tại các đô thị lớn khi dân số ngày càng đông, nhu cầu về nhà ở ngày càng lớn. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, người Việt luôn e ngại việc đụng chạm đến vấn đề mồ mả, nhất là sinh sống và xây dựng. Nhưng do hoàn cảnh, do điều kiện thành thị mà nhiều gia đình vẫn lựa chọn mua nhà ở tại các khu đô thị từng là nghĩa trang. Vậy cuộc sống của những người dân ở đây sẽ như thế nào? Không gian sống được cải tạo ra sao để tạo sự yên tâm cho cư dân? Đây cũng là chủ đề chuyện tối nay ngày hôm nay với sự tham gia của khách mời là tiến sĩ Vũ Thế Khanh, là một chuyên gia nổi tiếng về nghiên cứu tiềm năng con người. Và đầu tiên xin cảm ơn tiến sĩ Khanh đã tham gia chương trình Chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Trước tiên xin mời tiến sĩ Khanh cùng với quý vị khán giả chúng ta hãy cùng đến với một khu đô thị như vậy. Chỉ cần mở ban công là có thể nhìn thấy một khu nghĩa trang rộng lớn. Dọn đến đây đã được một năm, nên dù muốn hay không, gia đình bà Bóng cũng dần phải quen với cảnh sống gần những người đã khuất. Thì người ta cũng làm các thủ tục hết rồi nên tôi yên tâm. Thì đến đây ở thì tôi thấy kể cả đêm hôm rồi nhiều khi tôi ngắm ra nghĩa trang tôi chả thấy sợ cái gì cả. Thế nghĩ như cùng thì mình cũng chả làm gì đến các vong linh đã khuất đi. Mình cũng chả làm cái điều gì cả nên là mình không thấy có cái gì là đáng sợ cả. Dự án chung cư Viện 103 do Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 làm chủ đầu tư. Công trình này được hưởng lợi từ hạ tầng hoàn thiện ở khu vực Hà Đông, nằm trong quần thể khu đô thị Văn Quán, Mũ Lao. Tuy nhiên, phần đất xây dựng lại nằm trên nghĩa trang cũ thuộc huyện Thanh Trì, nhưng đến hiện tại vẫn còn khu phần mộ chưa giải tỏa hết. Chính vì thế, để tạo cảnh quan, chủ đầu tư đã cho trồng cây xanh cũng như tường rào để ngăn cách giữa hai thế giới. Với cả là trước khi đi mua nhà ấy thì cũng có tìm hiểu là gần nghĩa trang và cũng biết trước rồi. Với cả là nên là đến thì cũng không bị sốc hay cái gì cả. Chắc mình cũng thấy cũng không biết là mọi nhà như thế nào nhưng mà mình thấy mẹ mình thì cũng có kiểu cây dâu này rồi buộc tỏi ở trước cái bên này này. Biết là sống trên những khu nghĩa trang cũ, biết là sống gần mồ mả của người đã khuất. Thế nhưng cuộc sống của những người dân nơi đây vẫn diễn ra hết sức bình thường giữa thủ đô tấc đất, tấc vàng. Vâng, thưa tiến sĩ Khanh, sau khi xem xong phóng sự vừa rồi về cuộc sống của những người dân sống tại các khu đô thị được xây dựng trên các khu nghĩa trang cũ thì ông có cảm nhận như thế nào? Vâng, xin chào bạn và chào tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình VTC. Thì sau khi xem cái chương trình vừa rồi thì tôi, không chỉ mình tôi mà tất cả những người khác sẽ rất là bức xúc. Vì cái vấn đề này tuy không phải là mới, nhưng mà nó ăn sâu trong cái tâm trí của mỗi người. Vì từ xưa đến nay, người ta vẫn nói là sống về mồ về mả, chứ không phải sống về cả bát cơm. Thậm chí người ta còn cho đặt vấn đề mồ mả nên rất quan trọng, tức là giữ như mà tổ. Vậy bây giờ sống bên cạnh các cái khu mộ, nghĩa trang hoặc thậm chí cả việc di rời thì có ảnh hưởng gì hay không, thì đấy là một vấn đề cần phải bàn bạc rất nhiều, thậm chí cần phải có những cái cuộc trao đổi lớn, thậm chí có cái hội thảo khoa học về vấn đề này. Vâng, thực tế thì ở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có rất nhiều những khu đô thị được xây dựng trên nền các nghĩa trang cũ và trong tương lai thì sẽ còn có rất nhiều những khu đô thị khác như vậy được mọc lên, tiêu biểu như là một khu đô thị sắp hình thành trên nền của nghĩa trang Bình Hưng Hòa lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện nay với khoảng 16.000 ngôi mộ. Và hiện thì nhiều người biết được thông tin này không khỏi băn khoăn lo lắng. Ông nghĩ sao về các lo lắng này của người dân? Vâng, thế thì cái việc đô thị hóa rất là nhanh chóng thì cái di rời những cái nghĩa trang thì khó tránh khỏi. Bởi thực ra các nghĩa trang cũ, tôi gọi là nghĩa trang cũ từ xa xưa đã có sẵn thì nó có vướng vào mấy cái tiêu chí, tức là nó không phù hợp với những cái tiêu chí hoặc những tiêu chuẩn về môi trường cho một cái đô thị hiện đại. Thứ hai nữa là cái nghĩa trang cũ xa xưa ấy, thì thường là nó không có quy hoạch và nó họ làm rất là tùy tiện. Và khi họ làm không tùy tiện, thậm chí làm tùy tiện không có quy hoạch, không mỹ quan, mạnh nhà nào nhà ấy làm, và có khi có những cái
ngôi mộ hoặc là đâm chọc vào cái nhà nhau hoặc cái yểm nhau, sinh ra mất đoàn kết rất là nhiều. Do vậy việc di rời cái nghĩa trang cũ là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên rằng khi di rời thì cần phải tuân theo một số những cái quy tắc nhất định, bởi vì các cái nghĩa trang cũ hiện nay là cái sự xâm thực của các cái xác tử thi. Xác tử thi sau khi chôn vùi ở đấy thì sẽ sinh ra những cái than khí ảnh hưởng đến môi trường rất lớn về không khí, nhất là cái môi trường nước. Do vậy việc di rời cái nghĩa trang này cũng cần phải có một lộ trình, và lộ trình này phải quan trọng hơn di rời những cái công trình khác. Vâng, về mặt khoa học thì ngoài yếu tố như là tiến sĩ Khanh có vừa nói là những khu đất đã từng là nghĩa trang thì sẽ phải cân nhắc tới vấn đề môi trường đất và nước ở đó, thì ngoài ra những khu đất đã từng là nghĩa trang này còn có những điều gì cần phải lưu ý nữa không? Vâng, những cái ngôi mộ ở cái nghĩa trang đó, người ta mới chỉ trước đây các cái dự án và các chủ công trình đền bù thì người ta chỉ nghĩ đến cái phần một, tức là đền bù cái phần xác của cái ngôi mộ đó thôi. Nhưng đối với yếu tố tâm linh thì điều đó chưa đủ. Bởi vì khi người ta chết thì trong cái quan niệm của Đạo Phật và trong nghiên cứu khoa học bây giờ nói chung là có hai cái phần. Phần thứ nhất là phần xác và phần thân tứ đại. Thân tứ đại là khi chết thì sẽ chôn vùi ở các nghĩa trang. Ngoài ra nó còn có phần linh hồn. Và cái phần linh hồn này, ta nói một ví dụ cho nó dễ, giống như là một cái anh lái xe. Khi mà cái xe nó còn chạy trên đường thì cái anh lái xe và cái xe nó song hành với nhau. Thế còn khi cái xe nó chết máy thì anh lái xe có thể ra khỏi xe. Vậy thì khi một người sống thì cái linh hồn và cái thể xác nó hòa đồng với nhau. Nhưng khi chết thì cái linh hồn nó ra khỏi cái xác, giống như là anh lái xe ra khỏi xe. Như vậy thì khi mà cái hài cốt được an táng tại đây thì chúng ta phải lưu ý, một là cái xác xe, nhưng hai là phải cái linh hồn, tức là anh lái xe như thế nào. Nếu như chúng ta ứng xử không thỏa đáng thì chúng ta mới chỉ được một nửa của vấn đề. Đa phần là chúng ta mới đền bù cho cái xác xe, còn chưa đền bù cho cái anh lái xe. Vì khi chúng ta đã nhập cái người ta, khi người ta cải táng hay người ta an táng, người ta có thủ tục gọi là nhập mộ. Người ta nhập mộ là người ta khấn cái linh hồn đó nhập vào ngôi mộ đó. Và đối với những cái linh hồn và Đạo Phật người ta gọi là các thần thức thì người ta chưa giác ngộ, cho nên người ta vẫn cứ quyến luyến cái ngôi mộ đó, và người ta coi cái ngôi mộ đó là cái nhà của mình. Vậy thì cái nhà đó người ta đã nhập hộ khẩu vào đó, thì bây giờ mình đối xử với cái chủ nhà như thế nào, chứ không phải đối xử với cái nhà thuần túy. Do vậy nếu như chúng ta không có cái biện pháp chú đáo thì sẽ gây ra rất nhiều những cái bức xúc trong khi sử dụng công trình. Dạ vâng, và tôi muốn hỏi ông là không hiểu liệu những lời chia sẻ của những người dân ở những khu vực như vậy nói rằng là họ có thể bị quấy rối bởi các thế lực siêu nhiên, thì ông nghĩ sao về điều này ạ? Vâng, cái đấy thì cũng có thể chỉ 50% thôi. Cũng có thể do những yếu tố mà người ta về tâm lý. Vì người ta thường là người ta nghĩ từ còn nhỏ rồi, nghĩ rằng cái bãi tha ma thì có rất nhiều ma. Mà khi rất nhiều ma thì mình ở trên cái bãi tha ma đó mà mình chưa được đền bù một cách thoải mái cho người ta thì người ta sẽ đến úm hoặc là hù dọa. Đấy là cái đối với những cái người mà người ta tin là có ma. Còn đối với những người mà tin không có ma thì cũng không là sao, nhưng ít nhiều nhìn thấy cái cảnh thê lương đó cũng vì ảnh hưởng tâm lý. Cho nên cùng một cái hiện tượng bệnh lý như nhau, nhưng nếu ở cái gần cái khu mà nghĩa địa, nghĩa trang thì người ta thường là cộng thêm yếu tố tâm lý, cho nên là nó gây ra những cái hiệu ứng mà cũng làm cho tác động đến tinh thần. Vâng, thưa tiến sĩ Khanh, là người Việt ta có câu là có thờ có thiêng, có kiêng, có lành. Và đúng là việc coi trọng mồ mả của những người đã khuất cũng là một hành động hết sức nhân văn. Vậy thì những người mà đang sống trên những khu đất đã từng là nghĩa trang, hoặc thậm chí là những người đang sống ở bên cạnh các nghĩa trang, thì nên có cách ứng xử như thế nào để ít nhất là những người đó họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản về tâm lý của mình? Vâng, thực ra là mình ứng xử quan trọng nhất là khi di rời các nghĩa trang là mình phải nghĩ đến việc ứng xử. Bởi vì cái nghĩa trang mà để gần cái khu đô thị thì đương nhiên nó có nhiều những yếu tố tiêu cực, như là ảnh hưởng môi trường không khí, môi trường nước, hoặc là kể cả chuột bọ, vi trùng, vi khuẩn, virus, hoặc là có khi lại là cái nơi mà ẩn nấp của những cái đối tượng tiêu cực ở đó. Thì việc di rời tức là cũng là cần thiết, nhưng chúng ta phải chú ý những vấn đề là về tín ngưỡng nữa. Ở đây thì di rời cái nghĩa trang đó, một là chúng ta phải đền bù một cách rất thỏa đáng
cho gia chủ của những ngôi mộ, nhưng đồng thời chúng ta cũng đền bù thỏa đáng cho những cái phần linh hồn, bởi vì chính cái phần linh hồn này là tác động không nhỏ đến cái đời sống tinh thần của những người sử dụng sau này. Ví dụ như là chúng ta thấy là cái điển hình nhất, chúng tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện về Bác Hồ đối với cái việc tín ngưỡng về vấn đề này. Thì tôi có, chỗ chúng tôi có bác Lê Bác Cải. Bác ấy là trước đây là trực tiếp được phục vụ Bác Hồ. Thì bác có kể một câu chuyện như thế này. Khi mà chính phủ chúng ta từ Việt Bắc trở về khu Ba Đình, thì mới trở về khu Ba Đình thì đến một cái đình đó thì có một số các pho tượng ở đó. Thì cái anh nhân viên cấp dưỡng ở đấy thì nói rằng là thôi, có mấy cái ông tượng này thì để đây làm gì, chúng ta quẳng nó ra đi chỗ khác cho nó rộng rãi. Thế thì khi nghe được tin đó thì một buổi trưa mọi người đang ăn cơm thì Bác Hồ xuống chúc mọi người ăn ngon, và bác hỏi là thế các chú ăn cơm thế này thì mấy pho tượng này nó có ăn hết phần của các chú không? Mà không, họ chả ăn cái gì. Họ có làm hại cái gì các chú không? Mà không, không làm hại gì. Mà vậy thì người ta đã đến đây là người ta ở trước mình. Mình đến đây ở sau, mình tôn trọng. Như vậy là chúng ta luôn phải tôn trọng cả yếu tố tâm linh đã, đúng không ạ? Cảm ơn Tiến sĩ Khanh đã tới với trường quay trang buổi tối và chia sẻ những câu chuyện cũng như là những kiến thức rất là ý nghĩa với nhiều người.